tất cả các khách hàng yêu quý của DK Aurora Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người trong live stream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đây là một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Ở trước xa của chúng tôi thì đang chuẩn bị thực hiện cái combo laser mày, môi, mí. Và trước xa của chúng tôi thì vừa thực hiện xong cái dịch vụ laser môi cho chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay. Theo như tôi được biết thì môi của chị đã làm được 10 năm rồi. Nhưng tuy nhiên thì mọi người có thể thấy tình trạng môi của chị này nó bị thâm và xỉn lại rất là nhiều, mà ngoài ra cái vùng viền môi rất là đậm. Và vâng, em xin mời chuyên gia có thể chia sẻ một vài cái điểm về cái tình trạng môi cũ này của chị được không ạ? Tình trạng môi cũ của chị là do chị làm cái lớp môi không tốt thì một thời gian lâu ấy nó đã bị thâm xỉn cái viền môi lại, và cái phần viền của chị khá là đậm bởi vì là trước đây ấy, cái người chuyên gia ấy, người ta làm cũng không để ta phần viền nó đậm, đúng rồi, đi sâu nên cái phần viền nó đậm hơn. Nếu mà đi sâu như vậy thì như thế này là có khả năng là để lại sẹo không hả chị? Có chứ. Vâng, nó như mọi người có thể thấy đấy, thì như chuyên gia của chúng tôi vừa phân tích thì thứ nhất là về cái thành phần mực này. Thành phần mực thì đây là cái khúc mực mà nó có chứa tạp chất của kim loại, cho nên là trải qua thời gian lâu như vậy và nó đã bị xỉn lại và bị thâm lại, thậm chí là ở cái vùng viền. Và thứ hai đó là kỹ thuật của chuyên gia, đi cái người đi cũ cho chị ấy kỹ thuật không tốt, cho nên là đã đi rất là sâu tay khiến cái đường viền của chị có vẻ như là để lại sẹo. Đó, thì chị ơi cho em hỏi thăm là mình vừa mới trải nghiệm xong cái dịch vụ laser môi ở bên em ấy, thì chị thấy thế nào ạ? Chị nói thế nào được nhỉ? Chị có bị đau hay khó chịu gì không? Hơi rát. Chị châm chích thôi ạ. Nó châm chích như là cái cắn thôi đúng không chị? Vâng, thế bây giờ thì theo như em được biết thì mình lại quyết định là xóa cả mí và mày của mình đúng không hả chị? Đúng rồi. Vâng, thì bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện quá trình laser mày và mí như thế nào để chúng ta ngày hôm nay nhé. Rất nhiều những cái chị em đã từng phụ xăm mày môi mí từ rất là lâu rồi, tuy nhiên thì những cái lớp mực cũ mà sẽ thấy là nó sẽ có những cái để lại. Tia laser chỉ tác động trên cái bề mặt da thôi, bởi vì là da của chị khách của chúng ta ngày hôm nay thì cái tình trạng da khá là mỏng đúng không ạ? Rất là mỏng. Cho nên là đối với những cái chị em mà da mỏng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi châm chích, tức là nó sẽ hơi nó hơi khó chịu một chút, vì là vì vùng da của chúng ta quá mỏng mọi người ạ. Nhưng mà thì là may mắn vì cái quá trình laser ở tại DK thì diễn ra rất là nhanh, chưa đầy 30 giây là chúng ta đã có thể thực hiện xong rồi. Đó, và như mọi người có thể thấy thì chuyên gia của chúng tôi bây giờ là đã hoàn thành xong cái quá trình laser mày cho chị khách rồi. Vâng ạ. Vâng. Và hiện giờ thì cái combo laser tại DK thì đang được áp dụng cái chương trình giảm 40% cho tất cả các dịch vụ laser, đó là laser mày, môi, mí và nhũ hoa mọi người nhé. Và nếu như các chị em có những cái tình trạng tương tự như thế này thì mọi người hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình cho fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK cho mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay ạ.